những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua. Quốc hội Đức cáo buộc Thủ tướng Scholz chặn việc giao tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine. Điều ít biết về Rustam Umerov, người sắp ngồi ghế nóng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ mạnh nhất của Nga ở phía Nam. Lực lượng giỏi nhất của Nga đã cạn kiệt. Các tuyến tiếp theo yếu và nhanh chóng sụp đổ. Ukraine bất ngờ tung đòn đánh vào phía sau hậu phương Nga ở mặt trận Kupiansk. Địch trở tay không kịp, dính thiệt hại nặng. Ukraine trút mưa tên lửa xuống mặt trận gần Svatovo, đoàn xe tiếp tế của Nga cháy trực. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thiên Ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Quốc hội Đức cáo buộc Thủ tướng Scholz chặn việc giao tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine. Marie Zimmermann, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Đức nói rằng Thủ tướng Olaf Scholz là người duy nhất trong liên minh đang ngăn chặn việc cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine. Bà Marie đã nói về điều này trên Twitter, theo báo cáo của European Pravda. Bà cho biết, tại thời điểm này, ông ấy không muốn cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Taurus. Tuy nhiên, tại thời điểm này, mọi người vẫn đang chết dần ở Ukraine. Nhân danh Chúa, Thủ tướng Scholz đang chờ đợi điều gì? Ông ấy là người duy nhất ngăn chặn quyết định này trong liên minh. Điều này là vô trách nhiệm. Chính phủ Đức vẫn chưa quyết định liệu họ có cung cấp Taurus cho Ukraine hay không. Đồng thời, Ukraine tự tin rằng quyết định này sẽ không được đưa ra trong năm tài khoá 2023. Trước đó, Vương quốc Anh và Pháp là hai nước đã gửi tên lửa hành trình cho Ukraine. Hai loại tên lửa này khá giống với tên lửa mà Đức đang lưỡng lự. Điều ít biết về Rustam Umerov, người sắp ngồi ghế nóng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Rustam Umerov, người gốc Tatar ở bán đảo Crimea, đang gây chú ý lớn khi được Tổng thống Zelensky tín nhiệm chọn làm người thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Chernykov. Trước đó, ông Umerov từng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán của Ukraine với Nga. Theo Reuters, ông Umerov, chủ tịch Quỹ Tài sản Nhà nước Ukraine, phải được Quốc hội chấp thuận trước khi ông được chính thức bổ nhiệm. Trong khi đó, The Guardian đưa tin Rustam Umerov, người sắp ngồi ghế nóng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine sau khi Tổng thống Zelensky sa thải ông Oleksiy Chernykov hôm 3 tháng 9, là thành viên xuất sắc hàng đầu của cộng đồng người Tatar ở Crimea và từng đại diện cho Ukraine trong các cuộc đàm phán nhạy cảm với Nga. Ông Umerov, 41 tuổi, sinh ra ở Uzbekistan thuộc Liên Xô, sau đó chuyển về Crimea sinh sống khi còn nhỏ, khi người Tatar được phép quay trở lại vào những năm 1980 và 1990. Vị quan chức Ukraine theo đạo Hồi này khởi nghiệp kinh doanh viễn thông vào năm 2004 và được bầu vào Quốc hội năm 2019. Tại đây, ông giữ chức đồng chủ tịch diễn đàn Crimea, một nỗ lực ngoại giao quốc tế nhằm đảo ngược việc Nga sáp nhập bán đảo này vào năm 2014. Ông đã làm việc trong nhiều năm với tư cách cố vấn cho lãnh đạo của người Tatars ở Crimea là Mustafa Shmilev. Nga đã giành quyền kiểm soát Crimea vào năm 2014 sau khi thúc đẩy một cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập bán đảo chiến lược trên Biển Đen, điều vốn bị Ukraine và các đồng minh phương Tây lên án là bất hợp pháp. Cộng đồng người Tatar chiếm 12-15% trong tổng số 2 triệu cư dân Crimea. Sau khi sáp nhập Crimea lẫn tiến hành xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, ông Umerov đều là người tham gia các cuộc đàm phán hậu trường với quan chức Nga, bao gồm đàm phán trao đổi tù nhân cấp cao và sơ tán dân thường. Ông là thành viên của phái đoàn Ukraine đàm phán với Nga trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến và tham gia đàm phán về việc thiết lập hành lang xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen. Ông Umerov được những người thân cận mô tả là một nhà đàm phán tài năng. Ngoài ra, ông từng được tham gia phái đoàn hộ tống ông Zelensky tới thăm Ả Rập Xê Út vào tháng 5 và tháp tùng đệ nhất phu nhân Olena Zelenska trong chuyến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào tháng 3. Vào tháng 9 năm 2022, ông Umerov trở thành người đứng đầu Quỹ Tài sản Nhà nước, một cơ quan bán tài sản nhà nước cho các nhà đầu tư tư nhân. Ông được ghi nhận là người đã giúp quỹ này trở nên minh bạch và trong sạch hơn. Trước đó, Quỹ Tài sản Nhà nước Ukraine vốn thường xuyên sa lầy vào các vụ bê bối tham nhũng.
ông cũng khởi động lại việc bán tài sản nhà nước, nâng cao tổng số tiền thu được lên mức kỷ lục cho chính phủ trong chiến tranh. Trong tuyên bố qua video thông báo về người được đề cử vào ghế nóng Bộ trưởng Quốc phòng của đất nước vào Chủ nhật, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các nghị sĩ sẽ được triệu tập để bỏ phiếu cho ông Umerov trong tuần này. Ông Zelensky nhấn mạnh, Quốc hội biết rõ về người này và ông Umerov không cần bất kỳ lời giới thiệu bổ sung nào. Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ mạnh nhất của Nga ở phía Nam. Lực lượng giỏi nhất của Nga đã cạn kiệt, các tuyến tiếp theo yếu và nhanh chóng sụp đổ. Trong các hoạt động phản công ở vùng Zaporizhzhia, quân đội Ukraine rất có thể đã chọc thủng tuyến phòng thủ được chuẩn bị sẵn sàng nhất của quân chiếm đóng Nga và những tuyến tiếp theo có thể không mạnh bằng. Các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã đưa ra kết luận như vậy, RBC Ukraine đưa tin, trích dẫn một báo cáo mới của ISW. Chỉ huy nhóm tác chiến chiến lược Tabria, tướng Alexander Tarnovsky đã nói về cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian vào ngày 2 tháng 9. Ông lưu ý rằng các lực lượng chiến đấu của Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của quân chiếm đóng Nga một cách dứt khoát và tướng Tarnovsky mong đợi những thành công nhanh hơn khi lực lượng vũ trang Ukraine sẽ gây áp lực lên tuyến phòng thủ thứ hai yếu hơn của đối phương. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiến tới một loạt vị trí phòng thủ khác đã được Nga chuẩn bị sẵn ở một số khu vực nhất định ở vùng Jabotiny, ở khu vực phía tây Zaporizhzhia. Mặc dù nhiều nguồn tin của Nga khẳng định rằng các vị trí này là lớp phòng thủ đầu tiên, chứ không phải lớp thứ hai trong mạng lưới đa lớp. Ấn phẩm lưu ý rằng các quan chức Ukraine và phóng viên quân sự Nga sử dụng các thuật ngữ khác nhau để mô tả các quan điểm giống nhau. Tướng Tarnovsky nói rằng quân đội Nga đã dành 60% thời gian và nguồn lực để xây dựng một số vị trí phòng thủ mà lực lượng vũ trang Ukraine hiện đã chọc thủng, và chỉ 20% cho mỗi lớp trong số hai lớp phòng thủ tiếp theo ở phía Nam. ISW lưu ý rằng loạt vị trí phòng thủ bị chọc thủng này của Nga là một hệ thống gồm các chiến hào và hầm đào liên hoàn được bảo vệ bởi các mương chống tăng và bãi mìn dày đặc. Và báo cáo của tướng Tarnovsky xác nhận quan sát trước đây của các nhà phân tích rằng lực lượng Nga có thể đã không tiến hành một cuộc huấn luyện phức tạp như vậy trong suốt thời gian qua. Loạt các lớp phòng thủ tiếp theo, đặc biệt là về mật độ của các bãi mìn. Các vị trí phòng thủ của Nga có sức mạnh không đồng đều dọc theo toàn bộ chiến tuyến ở khu vực phía tây Zaporizhzhia. Và mô tả của tướng Tarnovsky về các vị trí phòng thủ yếu hơn của Nga chỉ có thể áp dụng cho khu vực lân cận Jabotiny. Tướng Tarnovsky cũng bình luận về tầm quan trọng của những nỗ lực của Ukraine ở các khu vực khác ở miền nam Ukraine và cho rằng một cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực phía tây Zaporizhzhia là một ưu tiên hoạt động. Các quan chức quân sự Ukraine đặc biệt lưu ý rằng lực lượng Ukraine đang tiến công ở phía nam đất nước có thể hoạt động tự do hơn ở những khu vực có ít bãi mìn của Nga hơn. Alexander Stupin, phát ngôn viên của Trung tâm Báo chí chung của lực lượng phòng vệ hướng Tauris, cho biết hôm 3 tháng 9 rằng các bãi mìn gần loạt vị trí phòng thủ tiếp theo của Nga ít dày đặc hơn so với lớp phòng thủ ban đầu mà lực lượng vũ trang Ukraine tiến qua. Stupin và Tarnovsky nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang bố trí thêm thiết bị tại các khu vực này và đang di chuyển thêm thiết bị cũng như quân đội tới cấp độ phòng thủ tiếp theo của Nga. Đồng thời, các sĩ quan thừa nhận rằng các bãi mìn sẽ tiếp tục gây ra mối đe dọa đáng kể. Như Tarnovsky đã lưu ý, lực lượng vũ trang Ukraine đã dành nhiều thời gian ra phá bom mìn hơn dự kiến khi bắt đầu cuộc phản công, và hỏa lực liên tục của pháo binh và hàng không Nga đã buộc bộ binh Ukraine chỉ phải ra phá bom mìn vào ban đêm. Stepan nói thêm rằng các bãi mìn hạng nặng buộc các hoạt động đột phá của lực lượng vũ trang Ukraine phải đi theo những con đường hẹp. Đó chính xác là mục đích của những bãi mìn theo học thuyết phòng thủ của Nga. Do đó, lực lượng phòng vệ giờ đây có thể có nhiều cơ hội hơn để cơ động tự do hơn ở hậu phương chiến thuật của tuyến phòng thủ đã bị phá vỡ của Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh lưu ý rằng mô tả của tướng Tarnovsky về các bãi mìn của Nga chỉ có thể áp dụng cho khu vực ngay sát Jabotiny, và lực lượng vũ trang Ukraine có thể gặp phải các bãi mìn rất dày đặc ở một số khu vực nhất định thuộc các hàng phòng thủ tiếp theo của Nga. Mặc dù lực lượng Ukraine chắc chắn sẽ phải tiếp tục giao tranh ác liệt, nhưng Tarnovsky mô tả
lực lượng Ukraine đã xuyên thủng thành công các tuyến phòng thủ khó khăn nhất của Nga, ấn phẩm cho biết. Quân đội Ukraine lưu ý rằng sức mạnh của loạt vị trí phòng thủ tiếp theo của Nga xung quanh Robotyne có thể sẽ phụ thuộc vào thành phần lực lượng của kẻ thù trong khu vực. Nhiều tướng Zelensky đã tuyên bố lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Robotyne đang tiêu diệt các đơn vị Nga làm nơi ẩn náu cho quân địch rút lui và quân đội Nga đang hoạt động trong các khu vực phòng thủ, có lẽ có nghĩa là thành trì, chứ không phải là tuyến phòng thủ liên tục. Tướng Zelensky cũng lưu ý rằng các lực lượng của Nga sớm hay muộn sẽ làm cạn kiệt những binh sĩ giỏi nhất của họ. Điều này sẽ tạo động lực cho lực lượng vũ trang Ukraine tấn công thường xuyên hơn. Còn Stephen, phát ngôn viên của Trung tâm báo chí chung của lực lượng phòng vệ theo hướng Tarit, lạc quan nói thêm rằng những thành công bổ sung của lực lượng phòng vệ cho phép lực lượng vũ trang Ukraine cử thêm nhân lực đến để giải quyết tình trạng vi phạm hệ thống phòng thủ của Nga đang diễn ra ở khu vực phía tây Zaporizhzhia. Ukraine bất ngờ tung đòn đánh vào phía sau hậu phương Nga ở mặt trận Kupiansk. Địch trở tay không kịp, dính thiệt hại nặng. Lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện một cuộc phản công khá bất ngờ và do đó thậm chí còn thành công hơn theo hướng Kupiansk. Điều này đã được xác nhận từ chủ của kênh Telegram Bamersky Demon, người mà theo một số nguồn tin là một người lính của lực lượng phòng vệ Ukraine. Theo chiến binh Ukraine, quân xâm lược của Nga không lường trước được một đòn tấn công vào hậu phương của lực lượng vũ trang Ukraine, nên họ phải chịu tổn thất còn lớn hơn những gì binh lính Ukraine ban đầu dự định gây ra cho họ. Tác giả kênh Telegram viết, gần Kupiansk, người của chúng tôi đã phát động một cuộc phản công, tiêu diệt bọn khốn nạn ở một số nơi, dọn sạch một số địa điểm. Bọn khốn nạn sợ hãi vì một số kẻ tấn công họ từ phía sau. Họ không chờ đợi, và một số đi về phía sau và giết họ một cách dễ dàng. Nhân tiện, các trận chiến đang diễn ra ở khu vực biên giới hành chính của vùng Lugansk và Kharkov. Chính ở phía bắc vùng Lugansk, quân Nga đã chuẩn bị lực lượng tấn công và cố gắng chọc thủng mặt trận. Tuy nhiên, bước tiến của họ trên đoạn đường liên lạc đó bị chậm lại và họ không hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta hãy nhớ lại rằng, theo chuyên gia Kovalenko, ngay khi lực lượng vũ trang Ukraine giải phóng Verbovo và các khu định cư trên tuyến Odekov tộc Mách, phòng tuyến Surovikin sẽ thất thủ. Như đã đưa tin trước đó, tại vùng Kherson, quân xâm lược Nga đã chuyển gần như toàn bộ lực lượng dự bị chiến đấu của họ sang hướng Zaporizhzhia để cứu vãn tình hình tại đây. Ukraine trút mưa tên lửa xuống mặt trận gần Svatovo, đoàn xe tiếp tế của Nga cháy rực. Người Nga báo cáo tổn thất nặng nề, người Nga không thể phục hồi sau khi hàng chục xe chở nhiên liệu tại hướng Svatovsky của mặt trận đã bị phá hủy. Những người chiếm đóng Nga không thể phục hồi sau cuộc tấn công tên lửa của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào việc tích lũy quân sự và thiết bị của Nga. Trong đó, khoảng 10 xe chở nhiên liệu đã bị phá hủy. Những người lái xe ở trên một số ô tô và chết ngay lập tức. Đoạn video về hậu quả của cuộc tấn công xuất hiện một ngày trước đó và gây ra cảm xúc nặng nề trong quân xâm lược. Họ đã phạm sai lầm chết người và tập trung các xe chở nhiên liệu lại một chỗ. Trong video, người sống sót cho thấy một người lính bị thiêu sống, trong xe chỉ còn lại xương. Kẻ chiếm đóng người Nga Andriy Morozov viết trên kênh Telegram của mình rằng một trong những người chỉ huy có trách nhiệm đã gài bẫy các đồng nghiệp của mình bằng cách xếp các xe chở nhiên liệu cạnh nhau ngoài trời. Đồng thời, hậu quả của một cuộc tấn công tên lửa đối với lực lượng vũ trang Ukraine đã mang đến hậu quả rất nghiêm trọng vì xe chở nhiên liệu là một trong những phương tiện quân sự chủ chốt. Nếu không có nó thì các hoạt động chiến đấu là không thể vì tất cả các phương tiện bọc thép sẽ không có nhiên liệu. Kẻ tuyên truyền Nga viết, không có việc cung cấp nhiên liệu kịp thời cho các thiết bị hạng nặng. Chúng ta quên mất tốc độ trước đó của cuộc tấn công hoặc chiến sự nói chung. Giá trị của một chiếc xe tải chở nhiên liệu với một máy bơm nhiên liệu có thể sử dụng được. Chỉ những người nhìn thấy việc tiếp nhiên liệu cho xe tăng mới hiểu đầy đủ tầm quan trọng của nó. Trước đó, các nhà tuyên truyền quân sự của Liên bang Nga đã cảnh báo rằng quân đội Ukraine đã đột phá mặt trận của họ ở miền Nam.
Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.